chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Mức lãi suất vay xây dựng và mua nhà ở xã hội năm 2021 là 4,3 và 4,8% trên một năm. Du khách đến Đà Lạt giảm mạnh trong dịp Tết, thiệt hại du lịch trên 65 tỷ đồng. Hà Nội hỗ trợ Hải Dương, Quảng Ninh tiêu thụ 300 tấn rau củ dịp Tết. Các ngân hàng cảnh báo việc lừa đảo qua tin nhắn. Kính thưa quý vị và các bạn, đến năm 2030, chính phủ muốn phát triển 500 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, 200 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đây là một trong ba mục tiêu của chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 vừa được Thủ tướng ban hành. Đây là một trong ba mục tiêu của chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 vừa được Thủ tướng ban hành. Ngoài mục tiêu này, chính phủ đặt mục tiêu muốn phát triển và làm chủ được 20 công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. Các công nghệ này được ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động sản xuất, sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao của doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030. Mục tiêu cụ thể là tăng số lao động có kỹ năng phù hợp với nhu cầu thị trường lao động, tỷ lệ qua đào tạo có bằng cấp, chính chỉ đạt 30% vào năm 2025 và đạt 35-40% vào năm 2030. Chỉ số lao động có kiến thức chuyên môn thuộc nhóm 55 nước đứng đầu vào năm 2030. Tỷ lệ lao động có các kỹ năng công nghệ thông tin đạt 80% năm 2025 và 90% năm 2030. Phấn đấu giảm tỷ lệ thanh niên không có việc làm, không đi học hoặc không được đào tạo dưới 8%. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành một loạt quyết định liên quan đến lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội. Cụ thể, mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua bán là 4,8,5% một năm. Mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê là 4,3% một năm. Ngoài ra, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2021 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà là 4,8% một năm. Các quy định mới ban hành có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên tổng lượng khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 giảm mạnh, chỉ bằng 17% so với Tết năm trước. Cụ thể, từ ngày 10 đến 16 tháng 2, lượng khách đến tham quan tại các khu điểm du lịch ở Đà Lạt Lâm Đồng chỉ đạt khoảng 45.000 lượt, giảm tới 83% so với cùng kỳ năm 2020. Lượng khách qua lưu trú ước đạt khoảng 40.000 lượt, giảm 83% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên một số cá nhân tổ chức đã hủy tour phòng đến Đà Lạt trong những ngày Tết. Theo các cơ sở lưu trú, phòng chỉ đạt khoảng 50% khách đăng ký, đồng thời giá thuê phòng cũng giảm từ 30-50%. Các dịch vụ ăn uống cũng hạn chế mở cửa. Phòng khách của mình là đang cũng chưa có khách, vì người ta cũng hủy phòng cũng rất là nhiều. Vì tình hình dịch bệnh xảy ra trước Tết nên là hạn chế khách, và cũng do một phần là do khách hàng cũng hạn chế người ta đi lại nữa. Mong là sẽ được cải tiến và dịch bệnh được hạn chế hơn thì để người dân có thể đi chơi được vui vẻ hơn. Theo ngành du lịch Lâm Đồng cho biết, các khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch bị hủy khoảng 80% số phòng đã đặt, thiệt hại khoảng 36 tỷ đồng. Đối với các khu điểm du lịch, có đến gần 90% các công ty lữ hành hủy tour, thiệt hại khoảng 9,6 tỷ. Lĩnh vực lữ hành vận chuyển du khách hủy khoảng 95%, thiệt hại khoảng 20 tỷ. Tổng thiệt hại trong lĩnh vực du lịch dịp Tết Tân Sửu là trên 65 tỷ đồng. Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, dịp Tết Tân Sửu, Sở Công Thương Hà Nội đã kết nối hỗ trợ tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh tiêu thụ 300 tấn rau củ quả tại hệ thống phân phối trên địa bàn Hà Nội và hệ thống phân phối của các doanh nghiệp Hà Nội tại các tỉnh, hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh đưa các sản phẩm thủy sản, cá, hàu, tôm, ghẹ vào các hệ thống phân phối để tiêu thụ. Đồng thời, Sở Công Thương hỗ trợ các xe chở hoa tươi của tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh thành phố trong việc vận chuyển hàng hóa đến các điểm chợ hoa xuân và các chợ trên địa bàn, phối hợp chia sẻ kinh nghiệm trong chuẩn bị, cung ứng tiêu thụ hàng hóa.
Mặc dù đang thực hiện cách ly, nhưng người dân xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên vẫn đảm bảo mục tiêu kép, vừa đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì hoạt động sinh hoạt và sản xuất. Xã Yên Phú có 185 trường hợp F1, 946 trường hợp F2 và 410 F3 đang thực hiện cách ly tập trung hoặc tại gia đình theo quy định. Các đối tượng này đều được nhân viên y tế kiểm tra, đo thân nhiệt 2 lần một ngày. Qua theo dõi và thăm khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc diện cách ly này thì đến nay thì tình trạng sức khỏe của những người này là hoàn toàn là bình thường, chưa có những trường hợp nào còn là có những cái biểu hiện ho, sốt. Vừa rồi chúng tôi đã trưng dụng 4 cán bộ y tế của các xã lân cận để sang tăng cường cho trạm y tế xã Yên Phú để đảm bảo cái công tác là theo dõi khám sức khỏe hàng ngày, đặc biệt là người mà có những cái bệnh nền hoặc là bệnh mãn tính, người già hoặc trẻ em. Gần 10 ngày sau khi thực hiện cách ly, hoạt động chăn nuôi sản xuất của người dân xã Yên Phú vẫn được duy trì. Dù vậy, vẫn có những khác biệt so với ngày thường. Những cánh đồng vốn nhộn nhịp tiếng máy, tiếng cười, nay chỉ lác đác vài hộ dân. Cũng không có cảnh tiểu thương ra vào tìm mua nông sản. Những trang trại vốn phải thuê thêm lao động thì nay chỉ có thành viên trong gia đình. Hoạt động sản xuất trong bối cảnh cách ly toàn xã vẫn có những khó khăn, nhưng ai cũng thấy cần thiết và tự ý thức phải thực hiện các biện pháp phòng dịch theo khẩu hiệu 5K. Việc ra đồng thì không thể là bỏ được, nhưng vẫn thực hiện là khi những công việc cần thiết thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị của nhà nước. Nguồn thức ăn chăn nuôi thì trang trại đã mua từ trước Tết khá nhiều và được dự trữ, nhưng mà cũng không thể duy trì được trong 21 ngày cách ly. Nếu mà tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp thì nguồn thức ăn sẽ cạn kiệt và không biết là chính quyền sắp xếp để có thể mua nguồn thức ăn để tiếp tục sản xuất chăn nuôi như thế nào. Ủy ban Nhân dân xã Yên Phú cho biết đã khảo sát các cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vật tư nông nghiệp trên địa bàn, cơ bản đáp ứng nhu cầu, đảm bảo hoạt động sản xuất trong thời gian cách ly. Xác định công tác cải cách hành chính là khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, những năm qua, huyện vùng biên Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đã luôn chú trọng thực hiện tốt từ cấp xã. Qua đó giúp người dân thuận tiện, nhanh chóng hơn khi tiếp cận các dịch vụ hành chính công, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền thân thiện gắn với nhiệm vụ cải cách hành chính. Không còn phải đến nhiều phòng ban chuyên môn như trước kia, không phải đi lại nhiều lần, các thủ tục hành chính được giải quyết một cách nhanh chóng, thuận lợi cho người dân. Đó là chia sẻ của ông Lò Văn Khan ở bản Huổi Nó, xã Dồm Cang khi đến giải quyết các thủ tục hành chính. Đến hiện tại bây giờ là trang thiết bị đầy đủ, rồi lại cơ sở hạ tầng đầy đủ, niêm yết công khai thủ tục hành chính đầy đủ. Người dân chúng tôi đến làm việc ấy cũng nhanh gọn hơn. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp mới được đầu tư và đi vào hoạt động từ năm 2020. Áp dụng hệ thống một cửa hiện đại theo tiêu chuẩn ISO 9001-2018. Cùng với đó là cán bộ cũng thường xuyên được tập huấn để sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý, đáp ứng được yêu cầu công việc đề ra. Được đầu tư các trang thiết bị như là máy tính, máy scan, máy in, máy photo các thứ, thì cái việc giải quyết các cái thủ tục hành chính cho người dân thì đã được đảm bảo nhanh gọn hơn. Tính đến hết tháng 9 năm 2020, các xã trên địa bàn huyện Sốp Cộp đã tiếp nhận và giải quyết 16.800 hồ sơ. 100% các hồ sơ đều được giải quyết đúng và trước thời hạn, mang lại sự hài lòng cho các tổ chức và công dân. Đến nay, 98% công chức làm việc tại bộ phận một cửa của xã đã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn. Công chức chuyên môn một cửa cũng như là các công chức chuyên môn để nêu cao tinh thần trách nhiệm, cởi mở hướng dẫn cho bà con nhân dân. Và giải thích cho bà con dân bằng các cái tiếng dân tộc, và từ đó thì cái việc giải quyết kết quả thủ tục hành chính cho bà con dân luôn được kịp thời đầy đủ và đã hạn chế khắc phục cái việc tình trạng bà con dân có ý kiến kiến nghị. Có thể thấy việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa ở các xã trên địa bàn huyện Sốp Cộp đã và đang đem lại nhiều chuyển biến tích cực trong cải cách thủ tục hành chính ở địa phương, qua đó góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, tạo động lực cho kinh tế xã hội của huyện vùng biên ngày càng phát triển. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với những thông tin đáng chú ý khác.
Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên Thư viện Văn hóa Google Arts and Culture ra mắt dự án Kỳ quan Việt Nam, giới thiệu về vẻ đẹp văn hóa và tự nhiên nổi bật của Việt Nam trên nền tảng trực tuyến. Dự án được kỳ vọng sẽ là cầu nối quảng bá về vẻ đẹp của Việt Nam đến bạn bè khắp Nam Châu. Truy cập website artandculture.google.com hoặc sử dụng ứng dụng trên iOS hoặc Android với từ khóa Wonder ở Việt Nam. Người sử dụng sẽ được tham quan trực tuyến kỳ quan Việt Nam, bao gồm 35 triển lãm với gần 1.400 bức ảnh tuyệt đẹp, mang đến những góc nhìn phong phú về Việt Nam theo một cách mới. Bằng công nghệ trực tuyến của Google, những di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và những thông tin về lịch sử, văn hóa, phong tục, ẩm thực, cảnh quan hùng vĩ của Việt Nam có cơ hội tiếp cận với công chúng một cách dễ dàng nhất. Tôi cảm thấy nó thật sự rất là thú vị bởi vì nó giúp cho những cái người có thể ngồi ở nhà nhưng mà có thể đi được khám phá khắp cả Việt Nam. Nó giúp cho những cái khung cảnh của trên khắp Việt Nam này nó trở nên gần gũi hơn rất là nhiều luôn. Ngay khi trải nghiệm, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kristen Brink cũng cho rằng dự án Google Arts and Culture Kỳ quan Việt Nam là sáng kiến tuyệt vời, truyền cảm hứng cho du khách quốc tế về một Việt Nam với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, những giá trị văn hóa, lịch sử và con người thân thiện, mến khách. Tôi cho rằng ứng dụng ngày hôm nay rất hay, nó giúp chúng ta có cơ hội tìm hiểu thêm về Việt Nam. Cá nhân tôi nghĩ chương trình này sẽ giúp Việt Nam thu hút thêm nhiều khách du lịch khi mà đại dịch được kiểm soát trên toàn cầu. Quảng Bình có 4 bộ ảnh gồm Sơn Đòn, hang động lớn nhất thế giới, Động Thiên Đường, Phong Nhà Kẻ Bàng và Sống Chung với Lũ Lụt. Trong đó, bộ ảnh Sơn Đòn với chủ đề Lặn vào hang động lớn nhất thế giới là một trong những điều tuyệt vời nhất để khám phá trong hành trình trực tuyến đến Việt Nam trên Google Arts and Culture. Tổng cục Du lịch Việt Nam đánh giá cao sáng kiến của Google trong việc triển khai dự án triển lãm trực tuyến kỳ quan Việt Nam với những đặc trưng nổi bật về di sản, văn hóa và ẩm thực. Là một nền tảng trực tuyến toàn cầu, Google Arts and Culture sẽ trở thành cầu nối giúp quảng bá vẻ đẹp của Việt Nam rộng rãi hơn, tiếp cận với mọi khán giả, du khách trên toàn thế giới. Nong Nhai từng là một bản người dân tộc Thái sinh sống chủ phú bậc nhất của Lòng Chảo Mường Thanh tỉnh Điện Biên. Nhưng cách đây 66 năm, trong những ngày cuối cùng tuyệt vọng, thực dân Pháp đã ném bom napalm xuống bản làng, khiến 444 thường dân bị sát hại. Ký ức kinh hoàng ngày ấy vẫn còn hằn sâu trong tâm trí nhiều người. Nhưng trên bản Nong Nhai ngày nay, cuộc sống mới đã hồi sinh và phát triển. Tháng 11 năm 1953, ngay sau khi nhảy dù xuống chiếm đóng Điện Biên Phủ, thực dân Pháp đã dồn dân vào 4 trại tập trung. Nong Nhai là trại tập trung lớn nhất với hơn 3.000 người. Khoảng 14 giờ ngày 25 tháng 4 năm 1954, Pháp bất ngờ cho nhiều tốp máy bay ném bom xuống Nong Nhai. 444 thường dân vô tội, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em đã bị sát hại. Nhiều gia đình không còn ai sống sót. Với những nhân chứng còn lại, đó là một ký ức kinh hoàng, đau thương và tuyệt vọng, còn ám ảnh đến tận ngày nay. Ở dưới nhà thì làm cái hầm, ở trên hầm thì làm chai xuống rồi. Chính là không biết là nó có ném. Thế thì chúng tôi là người bản Nong Nhai cố định, nên có cái nhà sàn to. Thế mới thanh niên rủ nhau chơi cù dưới gầm sàn của tôi. Đang chơi đánh thua thắng, cãi nhau cái đâu, nó tối sụp lại. Úi ôi, không biết được đâu, không biết được cái gì. Thế khói nó bay để mình mới nhìn thấy. Úi ôi, xung quanh mình người chết nhiều thế. Úi ôi, chết ngổn ngang. Úi ôi, người thì vào trong hầm, người thì đang ở chỗ cửa hầm. Kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ thắng lợi, cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới thắng lợi, khói lửa chiến tranh đã lùi xa. Nhiều chương trình, chính sách chăm lo đời sống nhân dân của Đảng, Nhà nước đầu tư trên địa bàn đã phát huy hiệu quả, tạo bước đột phá cho Nong Nhai phát triển kinh tế xã hội. Bản làng khang trang, nhà cửa kiên cố, cả bản không có hộ nghèo hay cận nghèo. Đến bây giờ thì đường xá đi lại, giao thông nhà cửa khang trang đàng hoàng hết rồi, dân người sung sướng rồi, không nói được rồi. So với trước thì quá sướng rồi. Thì đến nay là đã đổi thay rất nhiều, nhất là các chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp, nông thôn. Đấy, và là lại gần đây là được là toàn nên là dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Đấy, cũng đã được Đảng, Nhà nước quan tâm. Đấy, rồi là những cái hộ nghèo mà hộ cận nghèo thì được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ
cả vốn và giống rồi là khoa học kỹ thuật để đưa vào sản xuất, tăng thêm thu nhập cho nhân dân. Những nhân chứng của vụ thảm sát năm nào giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Họ và những người dân Nong Nhai chưa bao giờ nguôi ngoai quá khứ đau thương ngày ấy, nhưng họ cũng đã gắn bó với nhau, cùng vượt qua đau thương để xây dựng lại bản làng. Trải qua nhiều thăng trầm biến cố của lịch sử, tiệm cắt tóc Nam được nhà nước thành lập từ thời bao cấp vẫn tồn tại đến ngày hôm nay. Biển hiệu là cắt tóc Nam, nhưng với những khách quen, quán cắt tóc ở số 6 Tràng Thi còn có tên gọi đặc biệt là tiệm cắt tóc Mậu Dịch. Mời quý vị cùng ghé thăm tiệm cắt tóc đặc biệt này. Tôi vào nghề từ năm 77. Thì là những năm tháng bao cấp, thì tôi đã được dùng được cái tông đơ cũ bằng tay, cơ bằng bóp tay, cái con dao mà cạo râu của Pháp. Đấy mà bố đã để lại cho tôi, mà tôi đã giữ đến bây giờ vẫn còn cái chữ mà ở trên cái con dao đấy, tôi vẫn đưa hiện vật, nó còn. Và có những cái kéo mà nó dài qua năm tháng, mà từ lúc nó sáng bóng cho đến bây giờ nó hết màu bóng rồi, nó còn cái chất thép không, mà hiện giờ tôi vẫn đang được sử dụng, vẫn còn được sử dụng được. Đó là cái quá trình mà của cuộc đời làm nghề cho đến bây giờ. Đó là những ký ức không phai nhòa của người tổ trưởng nay đã nghỉ hưu của tiệm cắt tóc Nam số 6 Tràng Thi. Không trang trí màu mè, lộng lẫy, cửa hàng cắt tóc Nam có tuổi đời hơn nửa thế kỷ này vẫn ngày ngày phục vụ khách hàng đến chỉnh trang mái tóc. Những người thợ ở đây đã làm đẹp cho không biết bao nhiêu thế hệ người Hà Nội. Cái áo đuôi trắng để phục vụ cho khách khi vào nó đồng loạt mọi người đều đấy, thì là nó là cái nét của riêng của Hà Nội và riêng của cái cắt tóc thời Mậu Dịch ngày xưa, toát lên được một cái sự là nhẹ nhàng và thanh nhiệt và thanh thoát và đem lại cái cuộc sống vui tươi cho xã hội. Từ khi tôi còn bé đi qua đây, cái cửa hàng này nó đang như vậy rồi. Bây giờ thì nó vẫn như vậy đó. Không hiểu được rồi sau này có được duy trì mãi không, nhưng những người khách hàng như chúng tôi rất mong ở đấy vẫn giữ được những như ngày xưa. Bất chấp những ồn ào vội vã nơi phố đông, Hà Nội vẫn thanh bình như thế, gợi nhắc lại những kỷ niệm xưa cũ hoài cổ. Mọi cái thì nó vẫn còn để cho mình nhớ lại những cái thời trước đây. Nó còn lấy những cái các bác già mà ngày xưa cắt tóc ấy, là nó chỉ có mỗi Mậu Dịch này thôi, ngoài chưa có. Thì là người ta cứ đến, người ta lấy ticket, xong người ta xếp hàng, xong rồi là cứ gọi lần lượt thứ tự. Khi mà đến ngày 30 Tết là phải kéo cửa sắt lại từ lúc 4 rưỡi, có để phục vụ hết khách ở trong nhà. Trải qua tháng 5, trong làn sóng thời trang tóc trẻ lan rộng, tiệm cắt tóc Mậu Dịch này vẫn luôn là địa chỉ tin cậy, thân thiết của nhiều thế hệ để chăm chút cái góc con người của mình và tìm hiểu về Hà Nội thời bao cấp. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức phong trào thi đua bám sát trật tự an toàn giao thông trong ngành giáo dục giai đoạn 2021-2025. Theo đó, ngành giáo dục Hà Nội đặt mục tiêu 100% trường học phổ biến giáo dục văn hóa giao thông cho học sinh, xây dựng cổng trường an toàn, khắc phục ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, 100% cán bộ, viên chức, nhân viên và học sinh nghiêm túc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu bia. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ đánh giá, xem xét, khen thưởng các tập thể cá nhân về nội dung thi đua này. Đối với học sinh, căn cứ vào mức độ, số lần vi phạm, học sinh sẽ bị xử lý về hạnh kiểm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trước tình trạng xuất hiện các tin nhắn lừa đảo được gửi đi từ đầu số mang thương hiệu ACB, TP Bank, MB Bank, các ngân hàng đã phát đi thông báo khẳng định các tin nhắn yêu cầu cung cấp thông tin hoặc mã OTP, mời bấm vào link đều là giả mạo. Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, ngân hàng lưu ý khách hàng bảo mật thật kỹ thiết bị cài đặt Digital OTP, khách hàng không nên rút, write break máy hoặc cài đặt các phần mềm nguy hại có tính rủi ro cao như ứng dụng fake VPN, fake IP, remote, điều khiển thiết bị từ xa, bẻ password Wi-Fi, bẻ password máy. Song song đó, ngân hàng khuyến cáo không click các đường link nguy hiểm, có tính nghi ngờ cao, có tên miền lạ, không đáng tin cậy, không cung cấp OTP, mã xác nhận cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên ngân hàng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.